Ok, chào các bạn, mình là Gà đây và chào mừng các bạn quay trở lại với Gà Nghiệp TV. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game Thỏi Bong Bóng Bubblegum Simulator nha. Tựa game này nó vừa cập nhật phiên bản update thứ 45. Rồi, thì cuối cùng là những cái sự kiện của Bubblegum cũng đã trôi qua. Và sự kiện gần đây nhất là sự kiện St. Patrick Event. Bây giờ thì bên Rumble Studio họ đã bắt đầu quay trở lại để mở rộng những vùng đất. Thì các bạn hãy cùng với mình xem là trong cập nhật thứ 45 này của tựa game Bubblegum nó sẽ có gì nha. Một tựa game cực kỳ nổi tiếng bên nước ngoài. Số lượng người chơi hiện tại mình quay game là gần 40.000 người các bạn. Trong khi ở Việt Nam thì một cái nghịch lý là nó lại không nổi tiếng. Admin có ghi là đây là một trong những cái cập nhật lớn nhất của chúng tôi từ trước tới giờ và nó cho chúng ta một cái thế giới mới có tên là Mystic Forest, gọi là một cái rừng bí ẩn gì đó ha. Mình sẽ có đơn vị tiền tệ mới tương đương với lại khu vực này có tên là Crystal. Thì trước giờ ở trong Bubblegum đã có 1 2 3 4 5 theo mình nhớ không nhầm là 6 vùng đất rồi. Thì bây giờ vùng đất Mystic Forest vừa mới ra là vùng đất thứ 7. Thì bên khu vực mới là Mystic Forest này chúng ta sẽ có 3 cái trứng mới ha. Chúng ta sẽ có 3 trứng mới tương đương 18 con pet mới và một số cái dấu chấm hỏi chờ các bạn để khám phá. Và mình sẽ có một cái khu reward. Thì cho bạn nào chưa biết, reward mỗi vùng đất mới đều có, tức là nó sẽ cho bạn chinh phục bao nhiêu slot, 150 hay là 200 slot, dùng cái đơn vị tiền tệ của khu vực đó để các bạn có thể mở và giành được những con pet giải thưởng là Mystic Reward. Và một cái điều cũng khá thú vị đó là Overworld, tức là thế giới ở ngay cái sảnh lobby đã được Massive Reward, đã được phân chia lại rõ rệt. Có thể là trong tương lai sẽ có nhiều nội dung mới hơn trong tựa game Bubblegum này. Cái trò chơi đó là Spin to Win bây giờ đã có mặt ở thế giới Overworld rồi. Thì mình thấy là đối với cái Rumble Studio này, mỗi khi họ nghĩ ra một cái mini game gì đó, mình tưởng nó chỉ cập nhật cho sự kiện. Nhưng mà sau đó khi mà sự kiện kết thúc thì họ vẫn để cái trò mini game đó lại. Các bạn có nhớ khu vực rạp xiếc nó cho chúng ta một cái trò chơi đoán hình không? Đoán hình những con pet đó. Thì bây giờ nó vẫn có. Rồi sau khi sự kiện St. Patrick, cái vòng quay nó đã kết thúc thì vòng quay được đưa ra thế giới Overworld. Một cái trứng Lý Mịch Tịch Tham Robot S, ở cái này mình không quan tâm lắm tại vì mình không có mua. Đây là cái điều thay đổi nè các bạn. Những con pet trong sự kiện St. Patrick Event nó cho chúng ta nhân gọi là cái gì? Cái rainbow đúng chưa? Cái cầu vồng đúng chưa? Thì sau khi sự kiện nó kết thúc, các bạn đã tốn một khoảng thời gian khá là nhiều để săn cũng như để mở những con pet. Thì bây giờ nó cho chúng ta từ đơn vị rainbow đổi thành 6 đơn vị của các khu vực khác. Điều này chứng tỏ là gì? 6 đơn vị này tương đương với 6 khu vực cũ thôi. Còn khu vực mới nè, The Mystic Forest, chúng ta có đơn vị Crystal thì sẽ không áp dụng cho những con pet của St. Patrick. Rồi ok, và chào mừng các bạn quay trở lại với Bubblegum Simulator. Bây giờ mình sẽ review nhanh nha. Trước khi vô cái video này mình đã tốn khoảng 20 phút rồi. 20 phút để mình đi dạo dạo vòng vòng ha và chinh phục những cái gì đó liên quan tới cập nhật mới để review cho các bạn. Nhớ để lại một like cho video này nha. Thank you so much. Ok, hiện tại tựa game này đang trong season 7, season thứ 7. Mình đang được 550 điểm nè các bạn. Có một điều á, là trong tựa game này không biết là do cái mạng nó bị vấn đề hay là do tựa game này nó bị vấn đề. Nãy giờ mình vô hai server nó cứ bị tình trạng á, là không loading được. Tại những con pet của mình là những con pet của cái khu vực St. Patrick Event. Và bây giờ nó đã là một con pet chung rồi. Đơn vị tiền tệ nó bonus là chung cho tất cả 6 vùng đất cũ. Nói chung bữa giờ cũng lười chơi game á, đại loại là như vậy. Ok, để tắt con pet xuống nào, cho đỡ lắc. Rồi, đây là khu vực nó đã revamp lại nha. Khu vực này cho chúng ta biết kiểu như là nó chứa tất cả những cái mini game ở trong đây. Ở đây nó ghi nè, Daily Reward, mỗi ngày truy cập. Cái này thì không mua robot được nha. Mỗi ngày truy cập các bạn sẽ chơi cái mini game, làm theo cái nhiệm vụ hàng ngày của nó. Thì ví dụ cái ngày đầu tiên nè, nó kêu mình là kiếm 5 tỷ gem. Thì bạn nào chơi lâu 5 tỷ gem rất là dễ để kiếm ha. 8 tiếng đồng hồ sau sẽ quay trở lại làm tiếp một nhiệm vụ. Phần thưởng của nó là gì? Nhân 2 lucky trong 30 phút. Bây giờ đối với cái boost của mình á, mình còn Angry Lucky là 14 tiếng, The Faster S Hatching là 19 tiếng. Thì cái vòng quay may mắn này nó đã thay đổi rồi. Nó mất vị trí con pet bí mật, con pet kiểu như pet ẩn ha, và nó cho chúng ta thay thế bằng nhân 2 candy nè. Không biết là tương lai cái việc nhân 2 candy này có quan trọng hay không. Tại sao tất cả những cái này đều là cái chung mà lại cho thay thế cái ô cũ bằng cái ô là nhân 2 candy. Ở đây là trò chơi từ sự kiện rạp xiếc ha. Đoán tên những con pet các bạn. Đây là group benefit, truy cập nhân 2 magma trong 20 phút. Yay! Nói chung là khu vực này là khu vực nhận thưởng và khu vực mini game nhiệm vụ hàng ngày ha. Rồi, trống trải chưa? Các bạn thấy khu vực ở đây trống trải chưa? Không phải là bị lắc đâu. Do cái Overworld này đã revamp lại và ở đây nè chúng ta có một cái cánh cổng. Cánh cổng này dành riêng cho những cái khu vực area.
Và mình thấy ở đây á, là có tất cả 7 vùng đất rồi, không biết tương lai nó thêm 8, 9 vùng đất thì nó sẽ để ở đâu ta? Không lẽ là nó sẽ bắt một cái cầu thang đi lên và nó cho chúng ta thêm một cái tầng 2? Ê, khá là thú vị nha. Thì đây là vùng đất mới nha, The Mystic Forest. Các bạn muốn chinh phục những vùng đất này, các bạn phải dùng đơn vị tiền tệ là coin để mở. Và vùng đất mới này có giá trị tiền là 4 tỷ tiền, 4 billion coin nha. Mình vừa mua rồi, cho nên bây giờ chúng ta chỉ còn có 193 triệu thôi. Ê, giếng thần nè các bạn. Ở đây thì sẽ có hiện tại là 4 cánh cổng tương đương với lại 4 vùng đất. Và điển hình từ game Bubble Gum là một trong những tựa game đầu tiên, có thể nói là đầu tiên về cái việc mình phải nhảy lên những vùng đất ở trên cao. Ok, trước khi vô mình đã chinh phục rồi nha, 4 vùng đất từ từ các bạn. Bên đây thì có game pass. Hiện tại ở đây có một cái trứng là Robux nè, The Demon Core S 2299 Robux, cho chúng ta một con pet không biết là gì, chắc là nó nhân Crystal rồi. Và đây, khu vực Mystic Forest này là khu vực để cho các bạn có cái nơi bán tiền nhiều nhất. Một Bubble Gum bằng 8 tiền, khu vực Magma là 7 tiền, khu vực Atlantis là 6 tiền. Đó, thì khu vực này là 8 tiền nha. Ở đây có một cái trứng là 550 Crystal. Thì chúng ta sẽ quay trở ngược lại về quá khứ con chuột gì kỳ vậy? 30%. Con chuột có rêu trên đầu các bạn. Một con thỏ có cái rêu trên đầu. À, thì bây giờ nè, các con pet này nó đã multiplier 6 chỉ số đơn vị tiền tệ rồi, trừ khu vực Crystal mới ra. Đây, vừa tạo một cái team luôn, 10 con pet. Mình mua game pass cho nên mình có thể sở hữu 10 con pet nha. Và trong cái video này chúng ta sẽ kiếm một cái team có chỉ số multiplier về cái số Crystal là cao nhất. Chúng ta hãy cùng xem là những cái con pet vừa mới mở ra nó là gì. Nhân nhân 8 lần, khá là cùi đúng không? Rồi quay trở lại quá khứ. Quay ngược thời gian về quá khứ thì chúng ta sẽ có cách chơi từ game này. Đó là 4 vùng đất. Thì các bạn cứ nhảy thôi, bật cái Bubble Gravity lên và chinh phục những vùng đất trên cao nha. Thì vùng đất đầu tiên nó cho chúng ta một cái rương, phải không ta? À đúng rồi, đây là cái rương, nhưng các bạn khoan ăn cái rương, các bạn phải lên tới vùng đất thứ ba. Tại vì thường thường vùng đất thứ ba của những khu vực mới đây, đầu tiên là cứ chinh phục hết tất cả những vùng đất nha. Rồi sau đó chúng ta ở vùng đất thứ ba, nó sẽ có một cái nơi để cho các bạn có thể exchange là đổi đơn vị nè. 10 gem bằng 1 crystal và maximum là 700 triệu gem để ra crystal. Nếu mà 700 triệu thì mình chia cho 10, mình sẽ có khoảng tầm 70 triệu crystal đúng không? I'm the Sir Cloud and I'm the best crystal. Tôi là người có thể thu nhặt cái pha lê này gọi là tuyệt vời nhất trên thế giới. Bạn hãy mang cho tôi xem mỗi 2 tiếng đồng hồ, tức là cứ 2 tiếng các bạn quay trở lại thì nó sẽ cho các bạn đổi số gem ra số crystal tối đa là 700 triệu. Điều này nghe có tuyệt không? Ok, rất là tuyệt. Epic. Mức giá trị quy đổi là 10 gem bằng 1 crystal nha. Deal. Thank you so much. Như vậy chúng ta đã có 70 triệu rồi. 2 tiếng sau mình quay lại ha. Số gem bây giờ nó là một cái vấn đề rất dễ dàng để kiếm. Mình đang có 170 175 tỷ đúng không? À, 175 tỷ. Rồi. Sau khi các bạn đã gọi là đổi được cái số gem ra crystal, các bạn sẽ lên vùng đất cuối cùng. Tại vì trên vùng đất cuối cùng của những khu vực mới, nó sẽ cho chúng ta những cái trứng nó xịn sò con bò hơn. Khoan ăn rương nha, khoan ăn rương. Có 3 trứng mới thôi. Coming soon có một trứng nè. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái trứng mắc nhất, gọi là mắc tiền nhất hiện tại khi nó vừa ra, 185.000 The Mythical F. Mình sẽ săn những cái trứng này để mình kiếm những con pet xịn. Và những con pet này nó sẽ multiply cho bạn khá là nhiều crystal. Rồi sau đó các bạn hãy đi xuống ăn cái rương ha. Trong đây thì mình nghĩ, ôi con pet này bự quá vậy, có con ngựa các bạn. Wow, amazing, con ngựa 16%. Kiếm được một con pet shiny cũng được ha, 10 con pet giống nhau thì ra một con pet shiny. Còn may mắn thì bạn sẽ ra được, unicorn, 8%. Chơi game này bây giờ là chúng ta chỉ cần tìm những con pet mạnh thôi các bạn, chúng ta không cần kiếm những con pet nó yếu ha, mặc dù nó đẹp thiệt. Nhưng mà cũng không cần đâu. Bạn này gửi lời mời các bạn nè. Follow rank kit năm 12 nha, thank you em so much. 590, 450, 450. Con pet này 240. Con Unihorn này á, bản thân nó 515 rồi, tức là cái con 8% này nè, 9 con rồi, thêm một con này vô là 10. Đó, điển hình như vậy ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ ghép một cái team mới. Team này là team Crystal. Đó là cách chơi từ game này nha các bạn. Rồi khi nào các bạn có những con pet mạnh hơn, các bạn có thể unequip những con pet cũ và khi đó cho những con pet mạnh hơn ra. Rồi vô cái phần team này nè, bấm update ha để cập nhật cái team cho mình. Cho coi cái coi. Tăng 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 tăng. Cùi bắp luôn. Những con pet mà shiny thì các bạn có thể enchant nha. Enchant nó sẽ tốn bao nhiêu? 20.000 thôi. Cùi bắp. 1, 2, 3, 4, 5. Enchant vài con lên chơi nè, tượng trưng nè. Chỉ số lên nè, 619, 634. Rồi 634, 649. Ok. Sau khi các bạn đã có một team mà các bạn thấy là nó xịn sò con bò rồi thì hãy đi ăn cái rương.
bấm cái gương cho mình 52 triệu. Khu vực đầu tiên nó cũng sẽ cho mình một cái rương ha, thường khu vực đầu, khu vực cuối là cho mình cái rương. Khu vực kế cuối sẽ cho mình một cái nơi enchant. Khu vực thứ hai của mỗi map mới nó sẽ cho mình một cái nơi reward. Ở bên có hòn đảo Magma, hòn đảo Underworld với lại hòn đảo cho chúng ta những cái star, rainbow star thì mình cũng chưa có chinh phục những cái reward nữa. Nhưng mà thôi, hiện tại chưa cần thiết. Vì phiên bản cập nhật mới chúng ta là về khu vực Mystic Forest. Ok, những cái vị trí đầu tiên ôi con heo nè. Sắp hết tiền rồi đó. Mình nghĩ chắc tới slot thứ 50 mấy, 60 mấy là hết tiền rồi. Slot thứ 56 nó cho mình một con Angel nè. Hết tiền luôn. Oh, Crystal các bạn mua. Cái giá hình như nó đã rẻ hơn hồi cách đây 2 năm chúng ta chơi từ game này đúng chưa? Chỉ cần bỏ 60 Robux ra các bạn đã có 60, ở quên 4 triệu 8 Crystal rồi. Ok. Và cứ 2 tiếng các bạn lên vùng đất thứ 3 để các bạn enchant ha, 700 triệu xem. Để ra con số là 70 triệu crystal rồi các bạn cứ tích trữ hay ăn rương các kiểu. Mở pet để giúp các bạn hãy multiplier chỉ số nó nhiều hơn. Mystic Forest hiện tại chưa có con best secret nha các bạn. Phải best secret nữa, phải không ta? Hay là nói chung là con best king á, con best vua của cái vùng đất. Mỗi vùng đất nó sẽ có một con best secret nè, nếu các bạn chinh phục hết. Tại vì vùng đất này vừa ra nó chỉ có 3 cái trứng thôi, cho nên nó chưa có. Ok thì vừa rồi trong video này mình đã quay trở lại với cập nhật thứ 45 của tựa game Bubblegum Simulator và nói lại cho các bạn luôn, cái tựa game này ở Việt Nam không nổi tiếng cho nên mình chỉ vô để mình review, cũng như là mình nghĩ là sẽ không cho các bạn bet đâu tại vì mình không có cày nhiều, thì làm sao cho các bạn những con bet trong tựa game này được. Rồi video kết thúc tại đây nha, cảm ơn các bạn theo dõi. Đừng quên để lại một like nếu video này nó thú vị và đăng ký kênh nếu bạn người mới, nhấn một cái chuông nữa để không bỏ lỡ những cái video trên kênh Gạo Nghiệp TV. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với xe đi, chờ gì nữa, đăng ký kênh chưa, coi chùa hoài à, kỳ ghê á.